Rồi, xin giới thiệu với anh em, đây là cái linh kiện của thằng Trung Quốc nha. Trung Quốc B3 12 kg nha. Thì hàng Trung Quốc mình á, lá gió nó xài được kính 25 ly. Thì một số anh em á hay mua lá gió tiệp về bỏ vô mình chế nha. Thì tiệp nó được kính 25 ly. Nhưng mà Trung Quốc nó hơi rộng hơn xíu, anh em bỏ về cái này bị lỏng này, nó yếu nha. Khuyên anh em là xài đúng chuẩn của nó, đúng chuẩn dinh nó nha. Rồi lá là lá Trung Quốc 25 ly. Thằng này được kính nó là tới 25 ly rưỡi. Nó khít hơn nha. Còn này anh em bỏ vô hay bị lỏng này nha. Thì này cái ron này, cái ron nhật đàn nha. Đó, anh em mua lá gió này đó, thì em nên mua cái ron luôn, có ốc sẵn kèm theo cho anh em luôn. Anh em mua lá gió không cũng được, không mua ron này cũng được, tùy anh em thôi nha. Đó, khi anh em là muốn chọn đúng nó chuẩn nó thì anh xài, cho nên mua đẹp về chế này hay bị lỏng nha. Này cũng không đẹp, đẹp cái 25 ly thôi này, đúng là 25 ly rưỡi lần lò xo của nó. Thì lò xo của nó này anh em này, thấy không, thấy không, lò xo nó dài 2,6 số vòng nó đúng là 41-42 vòng nha. Đó, chiều dài của nó đó, đó đường kính nó 19 ly, đúng chuẩn 12 kg. Thì cái lò xo này nó dài hơn lò xo của con tẹp rất là nhiều nha. Lò xo con tẹp này thấy không, anh em thấy không, đó tẹp nó dài chỉ 2,1 2,2 50 thôi nha. Đó, nó dài hơn 2,6 rồi, nó dài hơn nha, đúng chuẩn của Trung Quốc. Anh em mình xài tẹp mình nó ngắn hơn, nó yếu hơn nha. Đó, viên này mình xài đúng chuẩn của Trung Quốc luôn. Đó, rồi anh em cần alo số điện thoại để mình tư vấn nha.